Con xin kính chào quý sư, quý phê và quý anh chị. Như chúng ta đã biết, ngày mai, ngày thứ Sáu 27 tháng 10 năm 2023 là ngày mà Đức Thánh Cha đã kêu gọi tất cả mọi người dành riêng cho việc ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở biển Đất Thánh. Une journée de jeûne et de prière pour la paix en Terre Sainte. Lors de l'audience générale du 18 octobre 2023, le pape François a appelé à faire tout le possible pour éviter la catastrophe humanitaire à Gaza. Il a également lancé une journée de jeûne et de prière le 27 octobre. Trong buổi chiều Yết Trung vào ngày 18 tháng 10 năm 2023 vừa qua, tức là cách đây chưa đầy một tuần, thì Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi phải làm tất cả những gì có thể để tránh một cái thảm họa nhân đạo ở trên dải đất Gaza. Người cũng đã phát động một ngày để ăn chay và cầu nguyện vào ngày 27 tháng 10. Une audience générale được dịch là buổi chiều yết chung. Buổi chiều yết chung này thường thường diễn ra vào lúc 10 giờ sáng vào thứ tư hàng tuần, mỗi khi mà Đức Thánh Cha có mặt ở thành phố Roma, và diễn ra ở trong căn phòng lớn, một cái khán phòng gọi là La Salle Pontis, lấy tên của Thánh Hoàng Phaolô thứ Sáu. Vào một buổi chiều yết chung thì thường thường gồm có bốn phần như sau. Phần thứ nhất là Đức Thánh Cha trình bày giáo huấn của mình. Phần thứ hai là việc giới thiệu cho Đức Thánh Cha một số những cái nhóm đang có mặt, và mỗi khi một nhóm đó được nêu tên, được xướng tên thì sẽ chào Đức Thánh Cha bằng những cái bài hát hay là những cái cách tung hô như thế nào đó. Và phần thứ ba sẽ đọc kinh lạy cha và ban phép lành tòa thánh. Và phần cuối cùng là một buổi gặp gỡ riêng của Đức Thánh Cha với mỗi giám mục đang có mặt hoặc là các nhân vật trong chính quyền hay là tôn giáo, những đại diện của mỗi nhóm, hoặc là những đôi tân hôn mặc quần áo tân hôn đó, để tới chào Đức Thánh Cha. Và truyền thống của buổi chiều yết chung này là diễn ra hàng tuần thì đã được khơi mào vào năm 1925 bởi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11. Như vậy vào ngày 18 tháng 10 năm 2023 vừa qua, tức là cách đây không tới một tuần, thì Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi làm tất cả những gì có thể để mà tránh tránh một cái thảm họa về nhân đạo, une catastrophe humanitaire, ở dải đất Gaza. Ngài cũng đã phát động Đức Lăng Xê, tức là phát động, tức là kêu gọi mọi người để cùng làm. Une journée de jeûne, một ngày để ăn chay. Le jeûne là danh từ, nói lên một sự ăn chay. Ăn chay được định nghĩa là privation volontaire de nourriture, tức là chúng ta bỏ ăn uống một cách tự nguyện. Là chúng ta privation, chúng ta bỏ không có ăn hay không có uống, do mình tự nguyện làm. Và động từ của danh từ này đó là jeûner, là một nội động từ, jeûner tức là ăn chay. Động từ jeûner cũng như là danh từ jeûne có accent circonflexe ở trên ký tự U. Le jeûne có dấu mũ, accent circonflexe. Và động từ jeûner cũng có accent circonflexe ở trên ký tự U. Trong khi chúng ta để ý à jeûne thì lại không có dấu mũ, không có accent circonflexe. À jeûne là chưa ăn uống gì. Chẳng hạn như trong phúc âm của Thánh Marco, chương 8 câu 3, chúng ta thấy có câu như sau. Si je les renvoie, xin lỗi đây có ký tự N. Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Và chúng ta thấy câu này là trích ở trong trình thuật Đức Chúa Giêsu làm phép lạ biến bánh hóa nhiều lần thứ hai đó. Thì người nói như thế này: nếu thầy giải tán họ để họ nhịn đói mà về, thì có thể là trên đường về thì họ sẽ bị xỉu. Jeûne à jeûne là nếu thầy giải tán cho họ đi về nhà mà trong bụng không có gì hết, không ăn uống gì hết, thì trên đường đi sức lực họ sẽ thiếu sức lực, tức là họ sẽ không còn sức để mà đi đường và họ sẽ xỉu. Như vậy à jeûne là nhịn mà không ăn gì. Chẳng hạn chúng ta đi khám, đi tới phòng xét nghiệm để chúng ta thử máu vân vân thì cũng phải nhịn ăn, thì chúng ta nói là être à jeûne, jeûne này không có accent circonflexe. Le pape François a appelé à faire tout le possible pour éviter une catastrophe humanitaire à Gaza, alors que se poursuivent des affrontements entre Israéliens et Palestiniens
Lors de l'audience générale du 18 octobre 2023. Ở đây cái ý cũng lặp lại như bên trên, tức là trong buổi triệu yết chung vào ngày 18 tháng 10 năm 2023, thì Đức Thánh Cha đã kêu gọi phải làm tất cả những gì có thể làm được để tránh một cái thảm họa về nhân đạo ở trên dải đất Gaza, trong khi những cuộc đối đầu, affrontement là hai bên đối đầu với nhau. Ở đây trong danh từ này chúng ta thấy có chữ front, front là cái trán. Hai người đối đầu với nhau thì ở người Pháp gọi là đấu cái trán với nhau. Đối đầu với nhau giữa người Do Thái và người Palestine ở trên giải đất Gaza, hai bên vẫn đang đối đầu với nhau. Thì Thánh Cha kêu gọi phải làm tất cả những gì để mà tránh một cái thảm họa về nhân đạo. Le pontife a également lancé une journée de jeûne et de prière le 27 octobre, appelant tous les chrétiens ainsi que les croyants d'autres religions et tous qui servent la cause de la paix à se joindre à cette initiative. Initiative là một sáng kiến. Rồi ở đây chúng ta thấy có chữ la cause de paix. Cause người ta định nghĩa là l'ensemble des intérêts à soutenir. Tất cả những cái lợi ích gì, tổng hợp tất cả những lợi ích gì để giúp đỡ cho một người hay là một nhóm người. Ở đây cause de la paix tức là tất cả những gì chúng ta có thể làm được để xây dựng hòa bình. Và động từ appeler ở đây có giới từ à, nó đi ở đường xa này. Vị giáo chủ cũng đã phát động một ngày ăn chay và cầu nguyện vào ngày 27 tháng 10, tức là ngày hôm nay đó, kêu gọi tất cả mọi Kitô hữu cũng như là tất cả những kẻ tin của các tôn giáo khác và tất cả những người đang phục vụ cho việc xây dựng hòa bình, kêu gọi đồng tử appeler phải à, kêu gọi tất cả những người đó nối kết lại với nhau vào trong sáng kiến này. Une heure de prière pour implorer la paix aura lieu à 18 heures en la basilique Saint-Pierre, và vào 18 giờ tức là 6 giờ chiều ngày mai thì ở thánh đường Thánh Phêrô sẽ có một giờ cầu nguyện để cầu xin hòa bình. Đồng tử implorer là cầu xin, là khẩn nài, nhưng mà với một cái sự tha thiết, demander humblement, cầu xin một cách khiêm tốn, khẩn cầu, cầu xin. Và chiều ngày mai vào 6 giờ chiều vào ngày thứ 6, ngày 27 tháng 10 ngày mai thì sẽ có một giờ cầu nguyện để cầu xin hòa bình ở trên trong thánh đường Thánh Phêrô. Con xin kính chào quý cha, quý sơ, quý phè và quý anh.